Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang không những thoát nghèo mà còn làm giàu nhờ vào giống chanh ra quả cả 4 mùa trong năm với giá bán trung bình 20.000 đồng một ký. Theo lời hộ dân trồng chanh ở Tuyên Quang, giống chanh 4 mùa ra quả quanh năm rất phù hợp với đất soi, đất bãi và vùng đồi thấp. Cây phát triển nhanh, ít sâu bệnh. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, từ năm thứ 2 trở đi, cây chanh 4 mùa đã cho thu hoạch. Từ đầu năm đến nay, nhiều hộ dân đã thu hoạch hàng chục tấn quả, với giá bán trung bình hơn 20.000 đồng một kg. Mỗi hecta tranh có thể cho thu nhập ổn định từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang hiện có hơn 80 hecta tranh bốn mùa sản lượng trung bình hàng năm khoảng từ 30 đến 35 tấn quả một hectare. Hiện xã Phù Lưu đang làm thủ tục thành lập hợp tác xã chanh bốn mùa và từng bước đưa cây chanh này trở thành cây trồng chủ lực của xã. Tuy nhiên thì trước mắt, xã cũng khuyến cáo người dân giữ ổn định diện tích hiện có, không ồ ạt mở rộng diện tích để tránh tình trạng khủng hoảng thừa làm quả chanh mất giá.